Đài Truyền hình Việt Nam vừa công bố đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VTV. VTV hân hạnh mang World Cup 2022 đến với quý vị. Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTV Go. Mình cảm thấy rất là vui và cũng có phần háo hức bởi vì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng VTV cũng đã có được bản quyền của World Cup. Trong kỳ World Cup này tôi là cổ động viên của đội tuyển Đức. Tôi cảm xúc thấy là một điều này là rất là điều mừng. Cái vòng loại World Cup này là trông chờ lâu lắm rồi. Rất là mừng luôn ạ. Tại vì 4 năm một lần thì em mới có thể xem được bóng đá và VTV có bản quyền thì em rất là vui. Hãy theo dõi các kênh sóng của VTV để thưởng thức một kỳ World Cup trọn vẹn.